kéo tấm bạt rụng rời thấy thi thể người đã khô trên máy dập sắt. Ngày 1 tháng 12, Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong được phát hiện trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, chủ xưởng máy móc trên đường Song Hành xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức cùng nhóm công nhân kéo tấm bạt che máy dập sắt. Khi tấm bạt vừa được kéo ra một nửa, mọi người tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông đã khô. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đã khô, phần chân mắc kẹt trên máy dập sắt, phần còn lại treo lơ lửng. Thông tin tại hiện trường, nạn nhân là anh Đê, quê Sóc Trăng, mất tích khoảng một tháng qua và không phải công nhân ở khu vực trên. Hiện nguyên nhân cái chết của anh Đê đang được công an điều tra làm rõ.